Vinh? Là nó cái bình nó bị bình hay bị đầy? Lâu lắm rồi mới được mấy cái kèo móc bô lại mấy bạn. Đây là con Chiden 660 của em trai người Cameroon, mới về nước hôm qua hôm kia vậy các bạn. Này mình chỉ có móc bô, xe này của em mới mua lại 160 triệu, 180 triệu anh em. Chưa bao giờ mà xe nó rẻ vậy luôn. Ở đô mới có 3.687 cây, 180 triệu cho một con xe Anh Quốc. Con này bây giờ mình sẽ lên cho cô em là một cái bảo vệ két nước Evotech, móc bô, để lại cái miệng zin để cho ra cái tiếng trầm ấm nhẹ nhàng tình cảm. Rồi con lên một cái cùm côn. Tính đây, tính đây này. Cái bô zin của thằng Chiden mấy bạn biết rồi, nghe nó rất là sida luôn. Bóp côn mạnh đi zin zin. Đây là bô zin ha, các bạn sẽ nghe tiếng gió ha. Rồi tí nữa chiều khi mà móc bô xong mình ráp cho anh em nghe thử coi là cái tiếng móc bô mà bản mà gần full thì nó sẽ như thế nào anh em. Trident 660, một con xe nó sẽ thích hợp cho những anh em đam mê classic mà trong tầm tiền nó ít. Một con xe rất là đáng để trải nghiệm trong cái mùa này. 180 triệu con xe Euro mới mấy ngàn. Giờ chuẩn bị ráp bô vô nha. Ok, cái con sensor ráp chưa? Yeah. Rồi, rồi, rồi. Cái con sensor này mấy bạn láo ngáo là dễ bị ăn xương lắm nha. Cái con Chiden là nó rất là dễ cho anh em tháo lắp bô, có nghĩa là nó không giống như những cái con xe khác. Những con xe khác là cái dây sensor nó nằm khuất ở trong dàn áo, hoặc là khuất ở trong cái máy, hoặc là khuất ở dưới cái yên, nó xa lắm. Nên là khi anh em làm bô, anh em làm biến tháo của sensor, anh em sẽ xoắn. Còn riêng đây cái con sensor của thằng Chiden á, nằm ngay cái chỗ cái phần đáy cái máy nè, và cái rắc sensor là nó kẹp ngay chỗ cái khúc đường nước đi luôn nè, nên là anh em rất là tiện luôn á. Đây cái khúc này nè, tháo ra bắt vô là xong, lụm gạo. Rồi em tháo cùm côn này cho thằng Vinh nó câu điện nè. Này của em hồi xưa đó là chơi Vespa khách đó. Này là cô em hồi xưa là khách mình hồi năm 2010 hả? Chơi từ cái thời năm 2010 là chơi Exeter, dọn X1R. Xong bây giờ chuyển qua Vespa. Giờ là thành thợ máy luôn. Ghê thiệt. Chuẩn bị là nó gia nhập vô làng thầy thuốc Việt Nam. Nhưng mà nó sẽ chuyển về đạch giá nha anh em. Nhà em còn không ghen không? Còn, đang thảm ghen. Giờ mình sẽ test cho anh em nghe thử cái bô mà khi mà mình chạy xe. Con này thì mình bút mình móc hình như cái foam này nhẹ nhất có thể luôn anh em.
chứ nó không có ồn ào, vẫn giữ lại cái biện viên. Mấy cái phone đợt trước mấy bạn nghe, mấy bạn sẽ thấy nó nghe nó ra cái tiếng chép nhiều, do là mình móc nó nhiều anh em, với lại cái miệng là mình vẫn mở cái miệng to. Đợt này thì nhu cầu của anh khách chỉ cần nghe nó ấm, nghe nó lớn hơn zin tí xíu thôi, nên là mình vẫn giữ lại cái miệng zin, mình móc cái ruột ở trong rất ít, nên là khi mà anh em nghe nó sẽ lớn hơn zin lên quanh đâu đó khoảng tầm 30%, nhưng mà nó sẽ không quá ché giống như là mấy cái phơm đợt đầu. Khi mà anh em vô móc vô, anh em phải cho mình biết được là cái style anh em thích như thế nào, rồi móc bô nó có nhiều dạng lắm em, tiếng như thế nào, nhưng mà riêng về móc bô mà để nghe tiếng hay á, thì cái con Trident 660 nó sẽ không hay bằng những cái bô i4 hoặc là những cái bô Rodland, hoặc là những cái bô giống như là MT09. MT09 nó vẫn ba máy, nhưng mà cái máy của MT09 nó ra cái âm thanh hơi hám rỗ lực hơn là con 660. Cái ba máy nó sẽ không nghe tiếng gió. Còn đa phần là cái bộ phận máy của thằng Trident 660 á, mấy bạn cho dù mấy bạn đi bô độ, cho dù anh em móc bô cỡ này dân nữa, mấy bạn lên cái ga nó cảm giác nó nghe cái tiếng gió ở trên cái động cơ là nhiều, chứ nghe tiếng bô rất ít anh em, nên là cái cảm giác anh em mình nghe cái tiếng máy nó rất nhiều, nó sẽ không phấn khích bằng những cái con như là MT09 ba máy. Như cái con này thì so với lại 650 á, tùy theo những anh em nào mà thích nghe tiếng động cơ thì như anh em sẽ chọn 650 CB. Còn ví dụ như anh em nào mà thích cái phong cách classic cổ điển, những thiếu cái thích những cái gì mà gọi là nó mềm mại, nhẹ nhàng, thanh lịch thì 660 nó là một lựa chọn hợp lý trong thời điểm này. Thời điểm này nếu mà mấy bạn sở hữu được một con Trident 660 Odo khoảng tầm mấy ngàn thì nó rơi vào khoảng 170 cho tới 180 mấy triệu nè. Như xe này là chủ xe mới tâm sự là mới lấy luôn. Anh trai này là Việt Kiều mấy bạn. Mới đầu vô là nhắn tin cho mình là chỉ dự định là qua móc bô, xong rồi vài ngày nữa là đi bấm biển thôi. Xe này hiện tại là rút gốc, đang chờ là sang tên. Nhưng mà sao mà do cái kinh nghiệm bốc thuốc mười mấy năm của mình đã dợt thêm một cái cùm Akosato 24 và một cái bảo vệ két nước Evotech. Này, cái này là cái che két nước Evotech. Cái này nói chung nó rất là lợi hại nếu mà anh em nào mà đi off-road, anh em nào mà đi đường xa, đá dăm đồ nhiều. Cái này là một trong những cái nó sẽ bảo vệ cho anh em mình đỡ bị đá bắn, lũng két nước và bị méo những cái cánh tản nhiệt, nó làm cho giảm cái tính năng mà làm mát động cơ. Thằng này thì Evotech thì nó cũng rẻ, nó trên 2 triệu tí xíu. Còn cái thằng có những cái dòng phay nữa thì loanh quanh nó cũng có những cái dòng 8-900 1 triệu, có những dòng 1 triệu mấy nữa. Nhưng mà đa phần giữa anh em nào mà chơi hàng thương hiệu, người ta sẽ chọn Evotech nhiều hơn. Cái con này là mình sẽ sử dụng nhớt Maxima 1040 Top Sin. Mấy bạn có thể lên search. Anh em nào mà không đi tua bạo lực gọi là máu lửa thì mấy Top Sin nó cũng là một trong những cái dòng nhớt mà nó chạy ổn định, vừa mát vừa nhẹ xe. Nhưng mà đặc biệt một cái nó sẽ rẻ hơn dòng Extra, một bình nó tới khoảng tầm gần 70.000 anh em. Khi mà anh em thay nhớt thì một bình mấy anh em tiết kiệm được khoảng tầm 70.000. Thí dụ giống như bình Maxima Extra
thì các bạn khoảng tầm 415.000 bình. Còn top xin thì nó rơi vào khoảng tầm đâu đó 330-340.000 một bình. Nhưng mà đối với những anh em nào mà đi tour mà cỡ như mình mà chạy một xị mấy hai xị đều ga mà hoành đầu á, thì nó là cho anh em cái độ mượt mà nó không còn gì đó bạn. Nói chung là nó không nóng máy, mọi thứ nó đều ok. Còn anh em nào mà đi tour bạo lực mà giống như anh Út á, mà cứ mà test mà ngoài hai xị mà chạy miết luôn á, thì cứ extra 10-40. Còn anh em nào mà đi phố, đi tour đồ nhiều thì cứ muốn tiết kiệm chi phí thì chơi top xin là cái chai mà màu xanh xanh á. Một tí nữa mình gửi cho anh em coi. Với lại cái phần cuối cùng mà mình thuốc được anh chủ xe đó là cái cùm côn Akosato. Thì đối với cùm côn Akosato á, nó đơn giản một điều là đa phần nếu mà cái cùm này á, mấy bạn muốn gắn cùm 24 vẫn được, nhưng mà mấy bạn phải canh cái dây côn nó ra thiệt xa và cái tay này nó cao ra múc ở ngoài nó hơi khó chịu. Nhưng mà bù lại một cái á, là mấy bạn bóp cái côn 24 so với lại cái côn 29, cơm 2 côn 24 nó nhẹ hơn rất nhiều. Các bạn bóp côn 24 nó nhẹ giống như là nếu mà trên côn Siren này nó nhẹ hơn Exciter hoặc là thằng Sonic tí xíu à. Còn thí dụ mà mấy bạn mà đi cùm 29 á, nó sẽ nặng hơn, nhưng mà nó mấy bạn căng ngắn cái hành trình vô nó vẫn cắt hết côn. Còn đối với cùm 24 á, nó sẽ có cái hệ đòn bẩy nó ăn gian ngay khúc này, thấy không? Thay vì thí dụ cùm 29 mấy bạn bóp hết hành trình, nó sẽ cắt kéo cái cọng dây nó lanh quanh nó được khoảng tầm 3 cm. Nhưng mà hàng này nếu mà các bạn để giống như cùm 29, để vị trí ở giống như cùm 29 luôn, ví dụ vậy đi, nó sát giống vậy, giống như cùm 29, thì anh em bóp maximum vô hết cái ghi đông thì nó sẽ kéo được lanh quanh đâu đó nó khoảng tầm 2.5 cm, kiểu đại loại vậy ha. Nên là tại sao mà có cùm 24 và tại sao có cùm 29, thì các bạn nên nhớ là cái cùm 24 nó sẽ sử dụng cho những dòng xe 600 đổ về, những cái dòng xe có côn ngắn. Ví dụ như cùm 24 này các bạn có thể gắn vô cho thằng CBR 600 được. Các bạn có thể gắn vô cho những con giống như là thằng CBR 600, những cái con Bentley 600 được. Chứ còn những con giống như có ngưỡng côn dài giống như là Su, giống như là Kawa ZX6A6 là nó sẽ cắt không hết côn. Đối với con Citroen 620 này nó cũng là thuộc trong top là cái ngưỡng côn nó cũng dài. Nhưng mà mình sẽ ăn gian, ăn thua vào nhu cầu của khách hàng. Ví dụ khách hàng mình khi mà mình gắn cho chủ xe, mình sẽ nói trước cùm 29 nó sẽ nặng hơn cùm 24. Nhưng mà em canh cái hành trình nó ngắn vô, nó vẫn cắt hết côn. Nhưng mà cái thằng cùm 29 bóp nó lại không có smooth, nó không có im, nó không có nhẹ bằng cùm 24. Thì chủ xe vẫn quyết định là gắn cùm 24, tại vì một năm em về nước em đi có 2 lần nên là cũng không cần thiết gì lắm. Thì khi mà mình gắn cùm 24 bắt buộc là mấy bạn phải canh cái dây lúc nào nó cũng căng ra gần sát mí, nó có độ rơ gọi là gần như là tuyệt đối nhỏ xíu thôi, thấy không? Đây là cái độ rơ của nó nè, gần như là nhỏ xíu thôi. Đây, nó vừa nhấp cái là ra cái độ rơ rồi. Và cái tay lúc nào mấy bạn cũng phải để hơi xa tí xíu, thấy không? Và cái cách mà mấy bạn muốn test côn nó rất là đơn giản, có nghĩa là khi mà anh em nổ máy, mấy bạn vô số 1, thấy không? Móc về, mình móc cái chân phải nó không có thuận lắm. Đây, mấy bạn móc về mo mà nó nhẹ là lụm lúa. Còn khi mấy bạn bóp hết hành trình, mấy bạn móc về mo mà nó cứng, nó nặng, là có nghĩa là thứ nhất là không gắt hết côn, thứ hai là cái bố của các bạn nó có nguy cơ nó đã bị cháy rồi. Như con này nè, canh hết hành trình ra ha, xa y chang như mình vậy, vô móc lên về nhẹ nhàng tình cảm, thấy không? Là có nghĩa là nó cắt hết côn đó. Nè, vô. Và đây là con Citroen 660, là một trong những con xe mà mấy bạn vô số nó cực kỳ im anh em. Nó nhẹ hơn những con như CBR 600 rồi 6 rất nhiều. Đây. Đúng ra là ảnh không có lên cái cùm côn đâu, mà do xe này ảnh mới lấy lại. Mà ảnh
chủ trước là người ta gắn cái tay thắng giống vậy nè. Anh nói là sao cái cùm côn của em nó bóp mà nó cảm thấy nó cứng mà đau tay quá. Nó đau tay nó cứng là do cái cảm giác của mình. Như tất cả các cùm đồ chơi mấy bạn sẽ thấy được là người ta sẽ có mo cong ngay chỗ cái khớp này hết. Khi mà anh em bóp vô á là cái khớp này lúc nào nó cũng mo cong vô trong cái lòng bàn tay của mình nè. Nên là cho anh em mình nó cảm giác á nó mượt, nó im. Im cái ngón tay. Còn như những cái tay CNC giống vậy nè. Thứ nhất là cái cạnh nó bén. Thứ hai là có thêm mấy cái khứa nữa. Khi mình em bóp vô á, đâm ra là trúng mấy khứa nè. Nó đau cái tay, đâm ra là cho mình cái cảm giác nó không có im thôi chứ không có gì. Chứ còn thằng này thì nó sẽ không có ảnh hưởng gì tới những cái thứ giống như là côn nặng hay là côn nhẹ. Tại vì côn nặng hay côn nhẹ là nó ăn thua ở ngay chỗ cái phần cầm, cái đòn vẩy ở trong. Chứ nó không có liên quan tới cái lẫy ở ngoài. Giống như cái lẫy ở ngoài là nó chỉ là cái mà ngắn dài thôi. Cái đòn càng dài thì anh em sẽ bóp nó càng có lực. Đòn càng ngắn thì anh em bóp nó sẽ càng nặng. Như cái chủ yếu 99% cái công nghệ của nó là nó sẽ nằm ở trong cái phần cùm, chứ nó không có nằm ở cái đòn tay lẫy ha. Rồi thì con xe này chỉ có chủ yếu là thay nhớt, rồi lên cùm côn với lại che cách nước và móc cái bô. Thì bô nhiều người người ta sẽ thích nghe lớn, nhiều người ta sẽ thích nghe nó nhỏ. Thì tùy theo khi trước khi anh em vô mấy anh em kêu mình móc bô thì mấy anh em cho mình biết là cái nhu cầu của em như thế nào. Và hoặc là mấy anh em coi qua clip. Nhưng mà thường thường là những cái bô mà coi qua tiếp á, nó sẽ không thực tế lắm. Nó nghe nó không có cho ra cái âm thanh chân thực. Giống như là Sony. Nên là khi mà anh em qua thì cho mình một cái về cái nhu cầu của anh em thì mình sẽ tư vấn trực tiếp. Thì mình cũng đã trải nghiệm qua rất là nhiều dòng bô rồi và móc bô tất cả các dòng xe rất nhiều. Thì mấy bạn chỉ cần nói là mấy bạn thích nó im dịu, không thích ồn ào, thì mình sẽ tự biết cách mình móc theo ý của anh em. Còn cái này là đồ zin của khách, mình trả về cho khách. Này là cùm côn zin. Các bạn nào có nhu cầu dọn xe hay là tân trang xe ăn Tết thì cứ alo cho mình 0903 678 918 gặp Mr. Ken. Bye bye, chào tạm biệt.